vậy. Đây cũng ngày hôm nay là ngày cuối cùng của mình. Ê nhỏ lớp trưởng, em cầu gì mà lâu vậy em? Mỗi lần em cầu nhiều lắm, cầu cho hôm nay mình sẽ diễn tốt hơn, trai hơn, cho mình sáng sủa hơn. Nói chung là một bắt đầu ngày mới, nhất là buổi sáng hơi là bất an về bản thân, nhất là về nhan sắc, nó sợ nó sẽ bị buồn ngủ, nó sẽ bị tối mặt, nên là khi mà khấn tổ phải mong tổ phù hộ cho buổi hôm quay hôm nay sẽ được diễn ra tốt hơn. À, hôm nay là ngày quay cuối cùng rồi. Của ba anh Dũng. Thì nói chung là đã trải qua hình như là 11 ngày đồng hành cùng với nhau. Và những phân đoạn cuối cùng này tự nhiên cảm thấy nó quý giá và nó quan trọng vô cùng. Thành ra sẽ dành hết tâm huyết để mà diễn cho thật là cháy. Đã rất là nhớ mọi người hãy ủng hộ phim để có thể thấy tụi mình một lần nữa. Đúng rồi. Đập chỗ nào? Tôi binh chỗ đó. Đúng chút anh. Ê Dưới ai? Nó quên nhân vật nó hoài. Bên này nè anh. Bên này nè anh. Hướng qua bên này, hướng qua bên này. Má. Ê đứng sát quá không thấy tụi má. Tao chỉ muốn pha nó ship mày hiểu không? Mày bẻ qua bên này. Không có ship được đâu. Úp thìa với tao. Không được. Thìa với tao. Không được. Hi. Today is the last day, so I don't know my feeling. Hôm nay là ngày cuối cùng và tôi không biết tâm trạng của tôi là sao nữa. Ah, cứ tới chỗ. Ah, hôm nay nói chung là ngày cuối cùng của đoàn rồi thì nói vậy trơn, cảm xúc mình bây giờ nó bồi hồi, nó khó tả lắm. Bồi hồi khó tả nhưng mà lúc mà mới nhập học làm cái gì đó nó kỳ kỳ. Ừ. Đây là đại ca, giáp cả đôi là đại ca. Quả không thủ danh thủ lĩnh của phe nổ loạn. Mấy cái hiểu lầm giải quyết phát là xong. Ừ, nghe nó hèn, sao giống như là giống no. Cái này giống như là em đang là đồ đệ cấp dưới của tụi nó, mấy đứa lính á. Ờ rồi. Không, chưa thi học kỳ, tụi này không có rảnh văn nghệ đâu. Chưa thi học kỳ. Ủa vậy chưa thi học kỳ ha anh? Vậy mày với Kiều Ngân. Kiều Ngân đẹp lắm. Kiều Ngân đẹp lắm. Đó nè. Trời. Chỉ cần chúc anh vui là tôi cũng vui lắm. Cũng đã qua một thời gian rồi, tôi cũng đã cố gắng để vun đắp cho tình cảm của hai đứa. Rồi quên đi, bảo vệ tiêu. Nhận tôi chưa? Mới có râu sao giờ cạo râu nào nhanh vậy? Rồi, đất ơi. Gái chú đâu chú? Bữa nay là Hiếu là quyết chí là giờ gái chú á. Gái vậy hả? Ừ, hôm qua nhà gái chú chơi chút xíu. Ông ơi, qua nhà chú chơi chút gái chú. Ông ơi, qua nhà chú chơi chút xíu. Ông làm gì vậy? Mà lúc này khó chịu quá, ghét nó. Của em mà nó dối rồi, nó cố tình nó làm hại tiếng Anh, nói chung là rất xấu xa rồi. Là em đã có một khoảng thời gian giận nó rồi. Giận gì má, ghét luôn á. Chỉ gì má không ngờ thằng bạn. Vậy đi làm đi. Em hả? 58. Em 58 mà chị 48kg. Làm sao em bế? Miễn sao nó xách bà lên là. Ờ, vấn đề là miễn sao em bế chị lên là được rồi. Trời ơi, nói giọng vô răng luôn. Thà nói là khoái lắm. Nè, em vô lấy ra này. Ừ. Cái đâu cho em nhờ. Thôi chị, mẹ chứ sao? À, máy quay được luôn à. Chứ chị nghĩ em với ai? Đi.
Trúc Anh ngồi bên kia mà em. Trời ơi Trúc Anh chứ, chuyện đó là chuyện của Trúc Anh. Trời ơi, lớp 5 có yêu. Lớp 5 đã yêu rồi, bây giờ đâu không tin lớp 10, biết mà trả lớp 10 là lớp 5 có người yêu. Không, chưa, hồi mẫu giáo. Hồi mẫu giáo là trai gái là của Trúc. Xong rồi trai gái nghe chưa, xong rồi trong lớp này nó chia ra giống như là kiểu chú hết bói hết cơ, bây giờ chú không phải. Xong rồi hết bói vô nhân đỏ. Biết rồi, rồi sao nữa, xin nhân đỏ xin đẹp, không có chơi. Rồi, rồi sao nữa. Xong rồi em như kiểu cô gái may mắn của lớp anh được hai xin nhân đỏ. Xong rồi tự nhiên ăn cơm xong rồi cái tới lúc nghỉ trưa, em đang nằm ngủ, cái em mở mắt má em thấy nó đang thóc tay vô áo em mà vô. Mới mẫu giáo, đây là mới mẫu giáo. Em bị nhìn gương mặt này đi, bay đi cu te như vậy. Mà mẫu giáo đã yêu rồi các bạn à. Không, không phải đi từ lớp mẫu giáo. Đây là người yêu của Kiều Ngân. Không phải, đây là... Hãy tên là Minh Hoàng. Đây là người yêu của tôi á. Đây là người yêu của... Trang Hoa á. Trong phim thôi chứ ngoài không khó. Ngoài bạn ấy nhỏ tuổi hơn mình. Mình là chị. Tôi mới sinh năm 2013. Tôi sinh năm 2013 mà. Chị không quan trọng là em nhỏ hay lớn, quan trọng là em có bằng chưa. Em ơi. Ôi thật là móc mặt, chứ cái lũ con trai chúng nó cứ đùa dai, nhỏ thì cứ ra oai, thật tội nghiệp đời chơi của mình. Vậy mà bây giờ còn nãy sinh ra cái trò mới, phát cho mình cái S-phone, xài cái sim cướp bộ, bắt mình làm xe ôm. Nhiều lúc khi nhỏ chán, không thì làm ông tám, ngồi thâu đêm suốt sáng. Nhưng mà một thời gian tiếp xúc, một thời gian